Xin chào các bạn thân mến, hiện tại thì ở trên blog tiền của tôi.vn của mình ý, thì các bạn đang hỏi rất nhiều về cái quỹ ETF là E1 VF VN30. Đây là một cái quỹ thụ động của Dragon Capital đó. Thế thì cái cách thức mà kiếm tiền từ cái quỹ này như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu rõ về cái cách thức mà kiếm tiền từ cái quỹ đó và cái lợi nhuận trong quá khứ là như thế nào. Đó thì các bạn sẽ cùng theo dõi cái video mình chia sẻ nhé. Thứ nhất thì các bạn sẽ hiểu đơn giản như thế này. Cái cách thức để kiếm tiền từ cái quỹ ETF E1 VF VN30 thì đây là một cái quỹ chỉ số đó. Nó giống hệt như là cổ phiếu ấy. Đó thì nó có niêm yết trên sàn HOSE ấy. Thì đây các bạn có thể xem này. Ở trên sàn HOSE thì các bạn có thể thấy được là cái mã của chứng chỉ quỹ này, các bạn cũng có thể là vào mở tài khoản tại bất kỳ cái công ty chứng khoán nào, các bạn có thể là mua được cái quỹ đó. Nhưng cái mình chỉ nói trong cái video này về cái nguyên tắc để mà kiếm tiền thôi. Mình ví dụ như thế này. Mình ví dụ như này, giá của cái quỹ ngày 31 tháng 3, tức là ngày hôm nay đấy, là 20.05, đúng không ạ? Thế thì nếu ngày 1 tháng 4, ngày 1 tháng 4 giá của nó sẽ là 21.05, tức là bạn có lời 1.000 đồng, đúng không ạ? Nhưng nếu ngày 1 tháng 4 mà nó chỉ có giá là 19.05 thì bạn bị lỗ 1.000 đồng, đúng không ạ? Nếu mà bạn có 100 chứng chỉ quỹ mà giá chứng chỉ quỹ này tăng thì bạn có lãi 100.000 đồng. Còn nếu bạn có 100 chứng chỉ quỹ mà ngày 1 tháng 4 này giá chứng chỉ quỹ xuống 19.05 thì bạn bị lỗ 100.000 đồng. Đó, nó rất là đơn giản. Cách thức để bạn kiếm tiền hay bạn mất tiền nó như thế đó. Cái giá của chứng chỉ quỹ này thì nó luôn luôn cập nhật và nó hiện ở trên cái bảng giá chứng khoán. Thì các bạn có thể xem ở trên đó, nó quá là thuận tiện để cho các bạn đầu tư, đúng không ạ? Rất là dễ. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái mức kiếm lời ở trong quá khứ là bao nhiêu. Hôm nay mình sẽ tiết lộ với các bạn một cái mức lợi nhuận mà bình quân hàng năm kể từ khi thành lập quỹ đến bây giờ nếu các bạn đầu tư là 13.7% trên năm. Và cái quỹ này được thành lập từ ngày 6 tháng 10 năm 2014 và đến bây giờ, đến tháng 3 năm 2021, tức là nó sẽ được khoảng độ 78 tháng. Đó. Như vậy thì cách thức như thế nào để đạt được cái mức lợi nhuận như thế này? Tức là chúng ta sẽ thực hiện tích lũy đều đặn chứng chỉ quỹ này vào ngày mùng 6 hàng tháng. Nếu ngày mùng 6 mà vào ngày thứ bảy chủ nhật hay vào ngày nghỉ Tết thì các bạn sẽ thực hiện vào ngày tiếp theo. Mình sẽ minh họa cho các bạn cái cách tính lịch sử của cái quỹ này trên cái file Excel mà mình đã thống kê theo dữ liệu giá khớp lệnh của các cái ngày mùng 6 hoặc là ngày tiếp theo nếu mà vào ngày nghỉ, cho bạn xem ở cái file Excel này. Tuy nhiên, trước hết các bạn hãy giúp mình like cái video này nếu các bạn thấy hay và muốn lan tỏa tới rất nhiều người hơn nữa, và để mình có động lực chia sẻ với các bạn ở phần tiếp theo các bạn nhé. Các bạn thân mến, mình đã thống kê rất là chi tiết các cái giao dịch cuối ngày của quỹ E1 VFVN30. Thế thì mình tính toán cái mức sinh lợi bình quân nếu mà mình thực hiện theo cái phương pháp tích lũy như thế này cụ thể ra sao các bạn nhé. Ngày mình sẽ xác định đầu tư là ngày 6 tháng 10 năm 2014 này, và số lượng đầu tư hàng tháng sẽ là bao nhiêu? 100 chứng chỉ quỹ đó. Và các bạn nhìn này, đây là mình sẽ theo dõi theo từng kỳ nhé.
mình mua ngày mùng 6 hàng tháng. Và nếu vào ngày chủ nhật hay là ngày Tết hay là ngày thứ bảy thì mình sẽ giao dịch vào ngày tiếp theo. Thế thì cái giá khớp lệnh này, các bạn nhìn thấy cái giá khớp này, mình thống kê đấy, mình thống kê ra các cái giá khớp từ của các cái ngày này nó cụ thể như này, và mình thống kê tới 78 kỳ đến ngày 6 tháng 3 năm 2021, đúng không ạ? Thế mình mới tính được ra là cái số tiền đầu tư như thế này. À, với cái giá trị chứng chỉ quỹ ngày 29 tháng 3 năm 2021 là 19.890 thì mình đang có cái mức lợi nhuận như sau. Đó, các bạn có thể thấy. Và mình thống kê cụ thể chi tiết như này. À, các bạn có thể nhìn thấy cái lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? 54.686.000 với cái số vốn đầu tư là 100.465.000. À, mình tính ra cái dòng tiền đầu tư hàng tháng đây. Đó. Và cái ngày mình giả dụ như ngày 30 tháng 3 mình bán thì mình sẽ thu được là 155.142.000, đúng không ạ? Thế thì mình tính ra được là cái mức lợi nhuận bình quân là 1.15% trên tháng. Và theo năm thì nó sẽ tương đương với 13.7% theo năm. Rất là hay đúng không ạ? Rõ ràng là từ lúc thành lập mà chúng ta cứ tích lũy liên tục thì chúng ta có cái mức lợi nhuận là 13.7% một năm. Cách thức đầu tư rất đơn giản, nhẹ nhàng và theo hiệu quả của thị trường, đúng không ạ? Các cổ phiếu của thị trường lên xuống thì cứ theo thị trường thôi, mình cũng không mong muốn là chiến thắng thị trường cả. Đó là cách thức mà chúng ta sẽ cần học hỏi để mà chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Thế thì cái việc chúng ta thực hiện đầu tư như thế nào tiếp theo, đúng không ạ? Cái cách thức để mà các bạn thực hiện tích lũy cái quỹ ETF E1 VF VN30 nó rất đơn giản như thế này thôi. Các bạn sẽ thực hiện hàng tháng giúp mình, hoặc cùng lắm là các bạn sẽ thực hiện hàng quý nhá. Thế thì cái cách thức như thế nào? Mình ví dụ như hàng tháng. Hôm nay sẽ là ngày mùng 6 tháng 4 chẳng hạn. Ví dụ như này. Năm 2021. Đúng không ạ? Các bạn sẽ mua 100 quỹ, đúng không ạ? Với giá là 20.000 đồng, đúng không ạ? Thế thì cái dòng tiền đây thì các bạn sẽ phải bỏ ra 2 triệu đồng, đúng không ạ? Tiếp theo, ngày 6 tháng 5 năm 2021, các bạn lại tiếp tục mua 100 chứng chỉ quỹ. Có thể nó lên 21 thì các bạn sẽ bỏ ra 2.1 triệu đồng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và nếu ngày 6 tháng 7 năm 2021, bạn sẽ mua tiếp 100 chứng chỉ quỹ với giá là 19 thì các bạn sẽ phải bỏ ra 1,9 triệu đồng. Và liên tục như vậy, các bạn sẽ thực hiện liên tục như vậy giúp mình. Thì các bạn sẽ có một danh mục số lượng các cái chứng chỉ quỹ sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm, thậm chí cả đời, nó rất đơn giản như thế này thôi. Và cái mức lợi nhuận mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn là sẽ được khoảng 13.7%, đó là dữ liệu quá khứ. Nhưng tương lai thì mình không chắc chắn được với các bạn, đó còn phụ thuộc vào thị trường. Tuy nhiên thì mình có niềm tin là Việt Nam là nước đang phát triển lên, cái cơ hội để chúng ta có được cái mức lợi nhuận là 13.7% trên năm là có khả thi với chúng ta. Để mua được cái quỹ E1 VF VN30 ấy, thì bạn cần có một cái tài khoản chứng khoán ở công ty chứng khoán nào cũng được. Hôm nay mình sẽ trình diễn cho các bạn xem ở cái tài khoản chứng khoán mình đang mở tại công ty chứng khoán TCBS của Techcom Security. Và nếu các bạn muốn mở online lúc nào cũng được, ngày đêm đều mở được hết, thì các bạn có thể mở ở cái link dưới phần mô tả các bạn nhé. Mình sẽ vào cái phần đặt lệnh cổ phiếu á. Đấy, các bạn sẽ gõ cái mã chứng chỉ quỹ thôi, nó giống hệt như là đặt lệnh cổ phiếu thôi, nó không khác gì cả. E1VFVN30 đây, các bạn có thấy không? Quỹ ETF đây. Đó. Các bạn sẽ đặt số lượng thì số lượng tối thiểu sẽ là 100 nhé. Đó. Và giá đặt là nó sẽ nằm trong giá trần với giá sàn. Ví dụ như mình đặt là 20.05. Các bạn cũng có thể là đặt lệnh MP là lệnh thị trường để nó khớp luôn, và mình khuyên các bạn nên đặt cái lệnh này cho nó nhanh nếu mà các bạn muốn mua cho nó gọn gàng hàng tháng. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ đặt mua.
Bây giờ các bạn chỉ cần nhập cái mã IOTP vào là xong. Thì cái cách thức đặt như thế này nó giống hệt như cổ phiếu, lại rất là dễ dàng. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đặt xong cái lệnh mua chứng chỉ quỹ E1 VF VN30 các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ có một vài những cái lưu ý dành cho các bạn, đúng không ạ? Mình biết là không phải là ai cũng có đủ tiền để mua 100 chứng chỉ quỹ. Ví dụ như là 100 chứng chỉ quỹ là đang có giá là 2 triệu đồng, đúng không ạ? Đó. Thế thì nếu mà bạn có 1 triệu đồng thì sao? Thì sau 2 tháng bạn sẽ mua, đúng không ạ? 2 tháng thì bạn sẽ có 2 triệu để mua, đúng không ạ? Bạn gom lại. Hoặc là nếu mà bạn chỉ có 500 thôi, 500 ngàn đồng bạn tích lũy, thì sau bao nhiêu 4 tháng thì bạn sẽ có 2 triệu đồng để bạn mua, đúng không ạ? Nó rất là dễ như thế thôi. Còn cái tiền mà bạn tích lũy hàng tháng đó thì bạn có thể bỏ vào sổ tiết kiệm, đúng không ạ? Hoặc là bạn có thể bỏ vào cái quỹ linh hoạt của TCFS, của Techcom Securities. Đây đó là các quỹ mà đầu tư các trái phiếu chứng chỉ quỹ, mình thấy nó cũng khá an toàn, tùy tùy các bạn lựa chọn đó. Có một cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Có thể là giá chứng chỉ quỹ nó cứ lên xuống, đúng không ạ? Lên xuống như này, đúng không? Thế thì có những thời điểm mà thị trường xuống sâu thì nó xuống cái đáy này đó, đúng không? Hoặc nó xuống cái đáy này, thế thì bạn phải tích lũy nhiều hơn, đúng không ạ? Nếu mà bạn có tiền thì bạn tích lũy nhiều hơn, thay vì 100 thì bạn sẽ tích lũy 200 hoặc là 300, đúng không ạ? Cái đó là tùy bạn. Và ở những cái thời điểm mà thị trường nó ở đỉnh như thế này thì bạn có thể tích lũy là ít hơn, đúng không ạ? Lúc này bạn có thể là tích lũy là 50, đúng không ạ? Đơn giản như thế thôi, thì bạn sẽ giảm cái số lượng mà mình tích lũy xuống. Tuy nhiên thì hiện tại là con số 50 này này ở sàn HOSE là đang chưa thực hiện được, bởi vì là hiện tại đang bị lâng lô, nhưng mà sau này nếu mà về lô 10 thì các bạn làm như vậy nó cũng khá là đơn giản thôi, đúng không ạ? Đấy thì một số những cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn để mà các bạn có thể đầu tư quỹ một cách là an toàn và đem lại cho các bạn một sự thoải mái, một sự bình an nhất cho các bạn. Nếu các bạn muốn xem nhiều hơn nữa các cái video về đầu tư quỹ, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chọn vay ngang hàng, đầu tư bất động sản, thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn hàng tuần các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.